Hello, chào tất cả mọi người nhé. À, như mọi người thấy thì dung hiện tại đang ở trong phòng ngủ nhưng mà phải mặc áo lên như thế này bởi <laughs> vì hiện tại nơi dung đang ở thì thời tiết còn lạnh hơn những ngày hôm trước nữa và từ đây cho đến tết tây đến noel thì nhiệt độ còn giảm xuống nữa nên là khá là lạnh mọi người ạ à. là ở nhà nhưng mà dung vừa phải mang dép lông rồi vừa phải mang vớ nữa trong video ngày hôm nay ấy, thì dung uh, hôm trước có một bạn um, thực ra là hình như là con còn nhỏ tuổi thì phải con có hỏi rằng là um, con để thực hành để trải nghiệm ăn tươi uh, và cảm thấy là cơ thể khỏe mạnh hơn nhưng mà sau đó khoảng một tuần hay 10 ngày hay một khoảng thời gian ngắn thì con lại bắt đầu thấy thèm ăn mặn thèm ăn thịt cá đồ ăn mặn như vậy và con quay trở lại ăn mặn Xong sau đó lại thấy người bị mệt, rồi khó chịu, không có khỏe mạnh thì con lại chuyển sang à, ăn tươi và cứ mặn tươi mặn tươi như thế thì à, con cảm thấy rất là giận bản thân mình bởi vì à, và con thắc mắc rằng là nếu tại sao những người bình thường người ta ăn 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 mặn thì người ta ăn được, còn mình thì bây giờ mình ăn tươi rồi giờ ăn mặn lại thì nó không có khỏe như hồi trước nữa thì có phải do sức khỏe của mình à, yếu kém hay không? thì cảm ơn câu trẻ câu hỏi của con rất là nhiều và dung nghĩ rằng ấy thì cái này nó cũng là vấn đề rất là bình thường của hầu hết tất cả chúng ta cái việc mà chúng ta ăn uống từ từ xưa đến bây giờ từ lúc bé cho đến bây giờ ở trong gia đình cho đến hiện tại bây giờ thì được hầu hết chúng ta đều ăn uống giống như đại số đông đó là chúng ta ăn thịt cá trứng sữa và chúng ta cho rằng À, thịt cá trứng sữa thì mới mang lại cái sức khỏe mới mang lại cho mình à, một cái vóc dáng hay là khỏe mạnh thông minh rồi này nọ à, vân 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 thì bản thân dung cũng giống như mọi người thôi chứ cũng không có khác hoặc là đặc biệt gì hết à, dung từ ăn mặn rồi sau đó chuyển sang trong cái giai đoạn mà mùa dịch đầu tiên cho đến hiện tại bây giờ thì dung ăn chay và bây giờ thì ăn thô ăn tươi tám chín mươi phần trăm thì à, Dung không có cái gì khác mọi người cả Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề đó là Khi mà chuyển sang ăn tươi ấy, Thì nó dễ dàng hơn cho Dung Bởi vì trong 2 năm trước đó Thì Dung đã ăn vừa chay vừa tươi Hầu như là 50-50% rồi Và Dung nghĩ cái nguyên nhân mà Để cho tạo cho Dung cái cảm giác chán Và không có ham muốn ăn thịt cá trứng sữa nữa Đó là bởi vì trong cái giai đoạn mà Dung bị bệnh trào ngược dạ dày và còn những khi mà cái dấu hiệu trào ngược dạ dày nó dẫn đến những cái vấn đề khác trong cơ thể về xương khớp rồi đau vai gáy rồi rất là nhiều thì dung có chia sẻ những cái video trước rồi thì khi mà được tư vấn rằng là hãy uống thuốc và hãy ăn uống bình thường không có một cái gì đặc biệt hết thì về dung vẫn làm theo vẫn uống thuốc nhưng mà cái triệu chứng nó không khỏi và đặc biệt mỗi khi mà ăn uống ăn mặn đặc biệt là ăn đồ ăn mặn ăn nấu chính như bình thường ấy thì cái mặc dù có uống thuốc nhưng mà cái triệu chứng dạ dày đâu tràn ngược dạ dày của dung không hề khỏi và thậm chí nó còn nổi uh, hạch ở xung quanh cổ ở hai bên đây này mọi người đặc biệt là phía bên tay trái uh, nổi hạch rất là nhiều uh, và hồi đấy thì cứ tưởng rằng là dung được uh, khuyến khích là đi tầm soát bệnh k nhưng mà Dung đã quyết định không và bắt đầu ngưng dùng thuốc Và bắt đầu tìm hiểu về ăn tươi, à, tìm hiểu về ăn chay Sau đó là ăn tươi cho đến bây giờ Thì trong cái giai đoạn ăn chay thì bệnh dày dày của Dung đã khỏi tầm khoảng uh, 60-70% thôi à, Bởi vì Dung ăn chay cũng khá là lành mạnh Thì như mọi người theo dõi Dung có biết rồi đó Nhưng mà Dung vẫn thấy sức khỏe của mình Dung vẫn chưa có muốn nó như vậy Dung muốn phải khỏe hơn nữa cơ Thế là vì một cái cơ duyên nào đấy Và Dung biết đến ăn tươi và dung ăn cho đến bây giờ hiện tại thì cái việc mà chúng ta thèm ăn mặn là một cái chuyện rất là bình thường thì khi mà thay đổi cái chế độ ăn uống sinh hoạt như vậy thì cái khẩu vị cái vị giác của chúng ta quen như vậy rồi và chúng ta tưởng là chúng ta có vị giác nhưng mà thực ra chúng ta đã đánh mất cái vị giác nguyên thủy chúng ta phải thèm ăn một cái gì đó mặn à, rồi những cái gia vị nêm nếm và đặc biệt đồ ăn mặn thì rất là bắt mắt rất là hấp dẫn món ăn của việt nam mình thì vừa đa dạng và phong phú nữa cho nên rằng là cái việc chúng ta nhớ đồ ăn mặn là cái chuyện khá là bình thường nhưng uh, việc mà cái câu hỏi này cũng vừa là cái câu trả lời luôn như mọi người thấy đó um, cái vấn đề này nó liên quan một chút về cái um, giải thích về cái vấn đề tâm linh một tí nữa thì dung không biết phải nói như thế nào để cho mọi người hiểu nhưng mà khi mà có những người tại sao người ta mới những em bé mới sinh ra À, một tuổi vài tháng là đã phát hiện bị bệnh ca rồi có những người thì, à, thì lúc đấy em bé chỉ có bú sữa mẹ thôi hoặc là à, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã bị bệnh rồi có những người thì ăn thịt cá trứng sữa rất là nhiều trong một khoảng thời gian rất là dài à, và đến năm mươi mấy bốn mươi mấy tuổi mới phát hiện mình bệnh này bệnh kia đấy vân vân à, rồi có những người ăn tươi nhưng mà cũng không có cảm thấy người mình khỏe Cái đó là nó do cái cách mà chúng ta áp dụng Vậy thì ngoài cái việc giải thích lý thuyết về ăn tươi ra Thì nó còn cả về vấn đề tâm linh nữa Thì cái này chỉ, chỉ có mọi người dùng cái sự cảm nhận của mình Hiểu được cái sự vận hành của trời đất Thì mọi người mới có câu trả lời à, Dung nghĩ rằng là nếu bạn nào đang theo đạo Phật đã Và đang theo đạo Phật thì mọi người sẽ rất là hiểu và đồng cảm với những cái gì mà dung nói còn nhưng mà không phải ai đang xem cái video này hoặc không phải tất cả khán giả theo dõi kênh của dung đều là những người theo đạo phật cả thế nhưng cái việc mà thèm ăn mặn rồi sau đó ăn tươi lại rồi sau đó lại chuyển sang ăn mặn là cảm thấy cơ thể của mình yếu và bị mệt cái đó không phải là do cái thức ăn tươi nhưng mà do mọi người biết đấy nếu như À, chúng ta hãy tự suy luận nếu như mà cái thức ăn tươi à, cái thức ăn mặn ấy nó tốt cho mình nó là cái nguồn dinh dưỡng là năng lượng cho mình thì tại sao à, đến một cái giai đoạn nào đó cơ thể của chúng ta lại phát ra bệnh tật rồi trong suốt cái quá trình ăn uống đó có những cái triệu chứng rất là nhẹ ví dụ như đau đầu chóng mặt chúng ta buồn nôn rồi thậm chí thèm ngọt thèm mặn hay là thèm đồ ăn gì đó một cái món nào đó rất là kinh khủng mà chúng ta phải nửa đêm cũng phải buộc phải thức dậy để mà đi tìm cái món ăn đó thì những cái dấu hiệu đó tưởng như hồi trước nếu mà Dung chưa có biết về ăn tươi ấy thì mình nghĩ nó cũng là cái triệu chứng rất là bình thường thôi. Nhưng mà sau này khi hiểu rồi thì mình mới biết rằng là à đó là những cái sự rối loạn ở trong cơ thể do cái quá trình ăn uống sai cách hay là nạp cái nguồn năng lượng mà nó không có thực sự cần thiết à, mà cơ thể của chúng ta đang cần. Rồi chưa kể đến những cái bệnh về à, dị ứng, nổi mề đây hay này kia Thì thường chúng ta hay đổi, đổi thừa cho thời tiết rất là nhiều hơn là đổi thừa cho cái việc mà chúng ta đổi thừa cho cái việc ăn uống Rồi trong suốt cái quá trình mà ăn mặn như vậy đó, sức khỏe của chúng ta không phải ai cũng cảm thấy khỏe mạnh Bản thân Dung đến thời điểm hiện tại, Dung có thể khẳng định với mọi người rằng là dung nghĩ là những cái khoảng thời gian trong suốt cái tuổi trẻ của mình ấy chẳng qua là vì cái bản năng của chúng ta khi mà sinh ra chúng ta có cái cơ thể của chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ có những cái điều mà nó vượt cả cái sự phát triển và những cái giải thích của khoa học nó chỉ tương ứng ở một cái phần nào nhỏ thôi à, còn để khám phá được hết cái cơ thể của mình từng tế bào từng tuyến từng mô từng cái Phân tử nguyên tử trong cơ thể của chúng ta thì không phải khoa học nào Khoa học uh, hiện đại thì, thì không thể nào mà giải thích hết được um, Và bản thân những người ăn tươi cũng không phải có đọc sách nhiều đi chăng nữa Thì chúng ta cũng chỉ biết một phần nào đó uh, nhỏ nhoi về cái, cái cơ thể <laughs> Cái vũ trụ thu nhỏ này của mình mà thôi Vậy thì cái việc mà khi... Um ăn mặn xong sau đó chuyển sang ăn tươi mình thấy cái sức khỏe của mình khỏe lên nhẹ nhàng hơn thì cái đó là câu trả lời rồi còn cái vấn đề mà chúng ta trong suốt cái quá trình mà chúng ta ăn tươi chúng ta thèm đồ ăn mặn là một cái chuyện khá là bình thường mà dung nghĩ cái nguyên nhân mà chúng ta thèm dữ dội như vậy là bởi vì mọi người không có uh, mọi người chuyển sang chuyển hẳn sang từ ăn mặn sang ăn ăn tươi một cách rất là đột ngột trong cái giai đoạn đầu cho nên là chúng ta cơ thể của chúng ta chưa có kịp chuẩn bị rồi tự nhiên đang ăn những cái đồ ăn mà trước giờ mình thích thú bây giờ cắt hẳn hoàn toàn cái vị giác nó chưa cái cơ thể của chúng ta chưa kịp làm quen rồi cái vị giác của mình nó chưa có lấy lại được cái vị giác nguyên thủy thì cái việc mà chúng ta thèm ăn một cách dữ dội như vậy là là hay nói đúng hơn đó là cái cái giai đoạn khủng hoảng thì nó 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 rất là nguy hiểm cho nên rằng là nếu mà mọi người không thể hoặc là mọi người chưa có sẵn sàng cho cái việc ăn tươi thì mọi người hãy hãy khoan đã còn khi mà chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị kiến thức rồi đọc sách rồi sau đó mình thấy vững vàng rồi và mình tự mình biết rằng là mình có thể vượt qua dư luận vượt qua tất cả những cái lời nhận xét phán xét của những người xung quanh thì thậm chí là có khi là gia đình cũng không có ủng hộ nữa thì cái việc mà mọi người Mọi người khi mọi người chuẩn bị cái tâm lý sẵn sàng như thế thì hãy bắt đầu bằng những cái bữa ăn nhỏ nhặt nhất. À, hãy ăn trái cây, à, vẫn là ăn mặn nhưng mà hãy ăn trái cây trước cái bữa ăn chính của mình. Một ngày mọi người ăn 3 buổi thì hãy cứ ăn 3 buổi như vậy nhưng mà hãy xen kẽ trái cây trước bữa ăn chính khoảng tầm 30 phút. Rồi sau đấy chúng ta quen à, thấy thích thú với cái việc ăn trái cây rồi thì chúng ta có thể cắt buổi sáng. Uh, bằng bún phở bánh mì xôi các kiểu chúng ta hãy chuyển sang là ăn trái cây uh, nhiều phần trăm hơn một tí trong buổi sáng rồi sau đấy thì cắt hẳn và ăn buổi sáng chỉ toàn trái cây hoặc là uống nước ép không rồi từ từ chúng ta sẽ chuyển dần 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 sang một ngày ăn tươi hai bữa rồi uh, quen dần thì chúng ta ăn một ngày ba bữa rồi khi mà những người ví dụ như ăn trong một khoảng thời gian đủ lâu như dung ấy, thì có khi một ngày ăn một bữa là cái chuyện cũng rất là bình thường và mình thấy nó còn khỏe và nhẹ nhàng hơn là khi mình ăn một ngày ba bốn bữa rồi có khi thì dung cũng không có ăn những ngày dung nhịn ăn gián đoạn đấy cho nên là chúng ta cần phải có thời gian và chưa kể mọi người đừng quên rằng là dung trước khi chuyển sang ăn tươi thì dung đã có cái giai đoạn là ăn chay trường gần 2 năm cho nên rằng là nó 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 sẽ dễ dàng hơn nhưng mà tính đến khoảng thời từ khoảng thời gian đó khi mà cắt thịt động vật cá trứng sữa cho đến bây giờ đã là khoảng thời gian hơn 3 năm rồi, một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn nhưng mà cũng đủ dài để cho dung có thể tự tin và ngồi đây chia sẻ với mọi người về có thể khẳng định rằng đến thời điểm hiện tại thì thức ăn tươi là thức ăn phù hợp nhất dành cho cơ thể của mình. Đấy, cho nên rằng là nhưng mà dung cũng chưa bao giờ khuyến khích mọi người hãy ăn tươi một cách đột ngột như thế hoặc là nếu bạn nào đang ăn mặn thì hãy từ từ chuyển sang ăn chay thử rồi sau đấy chúng ta chuyển sang ăn tươi thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều đấy còn cái việc mà nếu mà chúng ta đã khao khát có được một cái cơ thể khỏe mạnh chúng ta hiểu về à, lợi ích của ăn tươi dành cho cơ thể của mình rồi ấy, thì dung tin rằng cái việc mà thèm ăn nó, nó đến với mình nó nằm ở cái tư tưởng mọi người ạ thì cái việc thèm ăn nó sẽ không có quá dữ dội đến như thế. Có những khi mình thèm đồ ăn nấu chín hay gì đó. Như bây giờ Dung là một người sinh ra ở miền Trung thì mọi người thấy Dung rất là ăn ăn mặn, lúc nào cũng có mắm, mắm nêm, tất cả các loại mắm Dung đều ăn được hết. Và Dung rất là mê ăn mắm, Dung mê ăn cơm, mê ăn cá kho, rồi cá nướng hay là những cái đồ khô. Dung sinh ra ở vùng biển nữa thì cái việc mà ăn cá và hải sản là cái việc rất là là thường ngày và mình rất là yêu thích nữa nhưng nhưng mà đến bây giờ khi ăn tươi rồi dung đã lấy lại cái vị giác nguyên thủy của mình rồi thì cái những cái bữa ăn mà chay nấu chín của dung ấy thì nhưng mà người thấy dung chỉ nêm một ít muối một ít nước tương hay là kể cả bột nêm dung cũng không còn dùng nữa và đường hầu như dung cũng cắt luôn hơn 3 năm nay rồi. Đó về bỏ thêm tiêu hay là ớt hay những gia vị và cho đến bây giờ thì dung không có còn cảm thấy thèm thùn mà thịt gà, thịt heo, thịt bò hay là cá hay là gì bắt buộc mình phải ăn à, mà mình phải thèm đến mức độ đến như thế. Và dung kể cả đi siêu thị dung thấy người ta chế biến những cái đồ ăn à, ăn 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 mặn á mọi người rồi làm sẵn này rồi người ta trưng bày những cái hàng gian hàng mà bán đồ hải sản rồi cá tôm đồ này nọ thì dường như không dung không có còn cảm giác gọi là thèm thuồng nữa bởi vì dung biết chắc chắn rằng khi mà ăn vào thì nó không có lợi cho cái sức khỏe của mình và mình không có được khỏe mạnh và dung không có muốn điều đấy cho nên để lấy lại cái sức khỏe của mình khỏe hơn hồi trước đây thì dung không có cái 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 lý do gì mà có thể quay trở lại như vậy thì dung nghĩ mọi việc cái điều quan trọng nó nguyên nhân chính là nó nằm ở cái tư tưởng của chúng ta và chúng ta chưa có kịp chuẩn bị và cho cơ thể của mình một thời gian để thích nghi cho nên cái việc mà thèm ăn là cái chuyện khá là bình thường nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta cho rằng chúng ta bị yếu sức khỏe của mình bị yếu hoặc là do uh, ăn tươi nó không có đủ dinh dưỡng hay là gì cả bởi vì nếu nó không có đủ dinh dưỡng hay là nó không tốt thì mọi người đã không có cảm thấy khỏe mạnh sau khi mà mọi người chuyển từ ăn mặn sang ăn tươi rồi đúng không nào cho nên là cái câu hỏi cũng là câu trả lời chỉ cần chúng ta chịu khó lắng nghe cơ thể của mình cầm thêm một chút tâm linh nữa đọc sách về tâm linh một tí hiểu về cái sự vận hành của trời đất quy luật của vũ trụ của thiên nhiên của tạo hóa mình là phần nào đó ở trong vũ trụ này mình là ai và mình được làm thân người này để mục đích là để làm gì thì chúng ta hiểu được cái sự sống của mình hiểu được cái sự sống của muôn loài của cây cỏ hoa lá thì từ đó mọi người sẽ biết rằng là cái nguồn thức ăn phù hợp À, mình trân trọng sự sống của mình thì mình cũng sẽ trân trọng sự sống của muôn loài khác và chúng ta nương tựa vào nhau để sống không có ai có quyền là phải hủy diệt sự sống của một người khác để giành lấy sự sống cho mình thì đó là một cái điều nó không có mang lại cái phước đức cho chúng ta sau này thì dung nói nó hơi tâm linh một tí xíu nhưng mà dung hy vọng rằng có thể truyền tải về cái, mọi người có thể hiểu được cái ý mà dung muốn chuyển đạt À, cảm ơn mọi người một lần nữa đã luôn dành thời gian để lắng nghe Dung. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo ha. Bye.